Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì trong video clip này thì chúng ta sẽ đi thăm tháp Posanu. Tháp Posanu hay còn gọi là tháp Chăm Phố Hài là một trong những nhóm di tích đền tháp Chăm còn sót lại của vương quốc Chăm Champa ngày xưa. Cái tháp này thì nằm trên đồi Bà Nài thuộc phường Phú Hài, cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 7 km về hướng đông bắc. Và nhóm tháp này thì có phong cách kiến trúc Hòa Lai. Đây là một trong những cái phong cách nghệ thuật của người Champa có ngày xưa. Tuy chỉ có kích thước vừa và nhỏ nhưng nó lại chắt lọc những cái tinh hoa kỹ thuật kiến trúc và nghệ thuật trang trí của người Chăm, tạo nên cái vẻ uy nghiêm và kỳ bí. Điều đặc biệt là nhóm đền tháp Chăm Posanu là một trong những cụm tháp còn lại tương đối khá nguyên vẹn. Cái ngôi tháp Chăm này thì được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 8 và đầu thế kỷ thứ 9, khi mà người Chăm xây dựng cái nhóm đền tháp này với mục đích là để thờ cái thần Shiva, là một trong những vị thần Ấn Độ giáo được sùng bái và tôn kính. Và sau đó thì đến thế kỷ thứ 15 thì cái tháp này sẽ được xây dựng thêm một số các cái đền thờ với các cái kiến trúc rất là đơn giản để thờ công chúa Posanu. Đây là nàng công chúa thuộc con vua của Parachan, là một trong những người có tài đức và phép ứng xử nên được người Chăm đương thời rất là yêu quý. Và rất là may mắn khi mà đoàn chúng tôi đến tham quan cái tháp này thì có các cái chương trình biểu diễn nghệ thuật của người Chăm ở đây, và mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những cái điệu múa và lời hát ở đây nha. Đối với các cái tháp Chăm thì kỹ thuật xây dựng tháp thực chất là sự kết hợp hài hòa chặt chẽ giữa các cái công nghệ xây dựng và điêu khắc, mà biểu hiện vật chất của nó chính là tỷ lệ kiến trúc và nghệ thuật kết hợp với các cái kiểu dáng điêu khắc trang trí, đặc biệt là kỹ thuật xây dựng không mạch vữa. Qua đó thì nó thể hiện được cái giá trị về phi vật thể và là nội dung thờ tự tâm linh, và cao hơn đó là ý nghĩa về triết học của các đền tháp Chăm. Quý vị và các bạn có thể thấy là cho đến ngày hôm nay thì các tháp Chăm vẫn tồn tại một cách rất là vĩnh cửu, mặc dù về các cái giả thiết xây dựng cái tháp Chăm này bằng các cái loại vật liệu gì để chúng có thể kết dính giữa các viên gạch và tồn tại qua hàng bao nhiêu thế kỷ như hiện nay, đây cũng là vẫn còn là một cái câu hỏi chưa có cái lời giải đáp thỏa đáng. Và người Chăm xưa thì thường xây tháp bằng gạch mộc chưa nung, tức là dùng những cái viên gạch còn sống, trong đó có chứa một ít cát. Nhiều cái giả thuyết đưa ra là người ta xây tháp từ dưới lên trên và nung từ trên xuống dưới là một trong những đề xuất, và rất có thể đó chỉ là một trong những giả thuyết và còn nhiều vấn đề cần phải kiểm chứng. Và vì người Chăm là một trong những phức hệ gồm nhiều tiểu vương quốc khác nhau nên từ ngày xưa thì cũng có thể những cái kỹ thuật xây dựng khác nhau và cũng đã trải nghiệm qua nhiều lần trùng tu trong quá trình tồn tại. Tuy nhiên, hy vọng các cái giả thuyết này sẽ góp phần giúp các nhà khoa học nghiên cứu và có thể mở ra một trong những hướng mới trong công tác nghiên cứu và xác định kỹ thuật xây dựng các cái đền tháp Chăm hiện nay. Và sau khi chúng ta đã đi tham quan cái ngọn tháp này thì chúng ta có thể đến tham quan các cái gian trưng bày bán các cái đồ lưu niệm như là các cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ, từ các cái sản phẩm thêu, dệt,
của người Chăm, như là khăn, quần áo và các cái loại túi đựng ở đây. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp các cái gian hàng ở đây. Rất mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ cho kênh Vinox News trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn.